FPT và 15 tiêu chí của Philip Fisher để chọn ra một doanh nghiệp vượt trội hơn tất cả những doanh nghiệp khác để đem đến những khoản đầu tư tốt hơn trong tương lai. À, chào mừng tất cả các anh chị đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng và hôm nay sẽ là một ngày em sẽ trao đổi lại với anh chị về cổ phiếu FPT dưới góc nhìn của 15 tiêu chí của Philip Fisher. Đây là một nhà đầu tư đại tài và ông ấy tập trung nghiên cứu về doanh nghiệp. Uh, đi đi rất là sâu về doanh nghiệp cốt lõi của một cái doanh nghiệp uh, để mà đầu tư vào những khoản đầu tư của ông ấy ông ấy đầu tư những cái doanh nghiệp đã tốt đang tốt và sẽ tốt tức là xu hướng là luôn luôn đầu tư những cái doanh nghiệp tăng trưởng và đôi khi thì ông ấy cũng tận dụng những cái lúc mà thị trường có những giai đoạn chiến tranh những giai đoạn thị trường sụt giảm mạnh thì ông ấy sẽ có những cái cú hời khi mà mua được những doanh nghiệp tốt như thế này với giá rẻ vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với Philip Fisher và năm tiêu chí uh, À, từ năm uh, tiêu chí tiếp theo của Philip Fisher để chọn ra một doanh nghiệp, cái tiêu chí thứ sáu đó là một cái doanh nghiệp thì uh, nó cần nó cần phải sự phát triển. đây là đây là không những chỉ là một tiêu chí của một nhà đầu tư đại tài mà đây cũng là một cái yêu cầu rất là đơn giản của một nhà đầu tư đơn giản như mình, mình là nhà đầu tư cá nhân đi, thì mình cũng đầu tư thì mình cũng kỳ vọng vào doanh nghiệp đó nó có nó có những cái gì đó về tăng trưởng, thì ngoài tăng trưởng về doanh thu, tăng trưởng về về, về lợi nhuận thì những cái những công ty đó họ phải luôn luôn đi tìm ra những cái bí quyết để giúp cho doanh nghiệp mình nó cải thiện cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp để mà cái những chi phí thì sẽ càng ngày càng tiết giảm biên lợi nhuận thì càng ngày càng tăng doanh thu lợi nhuận sẽ càng ngày càng cao. À, và rõ ràng anh chị sẽ thấy rằng là khoảng từ 2013 cho đến 2017 thì à, đây là một doanh nghiệp à, tăng trưởng rất là bình thường. Nếu mọi người để ý tinh ý thì FPT mỗi năm tăng trưởng khoảng 15 đến 20% phần về giá cổ phiếu. Cho dù thị trường tốt cỡ nào đi chăng nữa hoặc là thị trường nó có xấu cỡ nào đi chăng nữa thì FPT nó vẫn như vậy, nó vẫn là một ông già rất là chậm chạp, từ tốn, cần mẫn, uh, chậm rãi. Nhưng nó lại là một doanh nghiệp nó không làm mất tài sản cho nhà đầu tư. Nó mang lại đến một cái khoản đầu tư rất là yên tâm cho những nhà đầu tư, đặc biệt là những khoản đầu tư lớn, uh, những khoản đầu tư chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền, uh, uh, tài sản của mình để mình đầu tư thì mình cần chọn những doanh nghiệp như vậy. Nhưng đến khoảng năm 2018 và mới đây nhất là 2019 thì anh chị sẽ thấy rằng là biên lợi nhuận gộp, biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp nó nó tăng rất là tốt. Chính vì cái sự mà uh, thoái vốn khỏi F, uh, khỏi những cái mạng bán lẻ của của FPT. Uh, đây là những cái mạng mà kinh doanh hoạt động vẫn hiệu quả nhưng mà cái cái biên lợi nhuận nó quá kém đi. Cho nên là doanh nghiệp uh, cũng như là ban lãnh đạo của doanh nghiệp thì quyết định thoái vốn và xu hướng thì là những năm tiếp theo thì sẽ có tiếp tục thoái vốn để tập trung vào cái mảng cốt lõi của doanh nghiệp. Đó là cái kiện ba chân: công nghệ, viễn thông và giáo dục. Giáo dục là đơn vị để cung ứng chất lượng cao cho FPT và khoảng 3 đến 5 năm nữa thôi thì cái số lượng sinh viên ra trường của FPT nó sẽ gấp 3 lần so với bây giờ. Mục tiêu của doanh nghiệp 5 năm tới là là sẽ đào tạo được khoảng 100.000 kỹ sư uh, chất lượng cao phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp cũng như là cả cái ngành công nghệ uh, viễn thông ở Việt Nam. Mối quan hệ giữa lãnh đạo và người lao động thực sự để mà để mà đưa ra được những chỉ tiêu về mối quan hệ giữa lãnh đạo và người lao động thì các anh chị sẽ đặt ra những câu hỏi là mình không phải là người nằm trong tập đoàn, mình không tiếp xúc được với lãnh đạo, mình không tiếp xúc được với người lao động trong tập đoàn thì mình làm sao hiểu được cái doanh nghiệp đó và người lãnh đạo và người lao động đó thì họ có một những cái mối liên hệ nào khăng khít hay không? đầu tiên thì em 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 thấy rằng là À, trên cái thị trường nền kinh tế của các, các cả thế giới luôn á nó sẽ luôn luôn có những cái tập đoàn những cái đơn vị họ sẽ công bố những cái nơi có môi trường làm việc tốt nhất thì đây là 100 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất ở Việt Nam năm 2018 thì FPT luôn luôn là doanh nghiệp nằm trong top 50 doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất ở Việt Nam trong suốt khoảng 5 đến 10 năm trở lại đây và đến năm 2018 thì FPT nằm ở vị trí số 35 À, nơi làm việc tốt nhất ở Việt Nam, môi trường làm việc tốt nhất ở Việt Nam. À đây là những những cái con số mà được các tổ chức họ đánh giá dựa vào những tiêu chuẩn của họ. Thì mình hoàn toàn có thể mình sử dụng được cái những cái đánh giá đó để có thể mình đánh giá được rằng là cái môi trường làm việc à, của FPT, môi trường giữa lãnh đạo và lao động có thực sự tốt hay không. À, tiêu chí thứ 8 là đội ngũ công ty có đoàn kết hay không. À, mọi người có thể xem xét à, chúng ta có thể bắt nhịp được vào cái môi trường của FPT thông qua cái website chúng ta.vn. đây là website tổng hợp của FPT Shop, FPT Retail, FPT Software, FPT Telecom hoặc là tất cả những công ty liên kết thành viên trong đó có cả chứng khoán FPT nơi em đang làm việc nữa. đây là một cái đây là một cái chung, cái chung của chúng ta, cái chung của FPT trong suốt 30 năm hình thành và phát triển và chúng ta có những cái môi trường riêng chúng ta có những môi trường để giúp tất cả những người bạn bè trong trong tập đoàn FPT trong suốt những năm tháng qua thì sẽ trao đổi với nhau học hỏi kinh nghiệm ở trong website này Ở FPT này sẽ có sẽ có một cái bài hát bài hát truyền thống của FPT đây là niềm tự hào của các nhân viên của người lao động của FPT bài hát này là liên quan đến đoàn FPT à, đây là một bài hát chế em có thể là em sẽ gửi lên cho anh chị để anh chị có thể thao, tham tham khảo thêm tiêu à, chí thứ chín là công ty có thực sự có chiều sâu quản lý hay không à, chiều sâu quản lý ở đây là nếu như mọi người không biết thì là cái môi trường của fpt á à, thường thường à, khi mà một cái doanh nghiệp nó muốn phát triển nó muốn tăng trưởng thì người ta sẽ thay à, là đạo chủ chốt à, họ sẽ thuê những cái ceo rất là giỏi về để mà đào tạo và huấn luyện cho những cái nhân sự tiếp theo để mà họ gia tăng cái cái doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp rất là nhanh. Nhưng mà một cái doanh nghiệp mà nó muốn bền vững, nó muốn ổn định đó, thì cái cách cách quản lý nhân sự của tập đoàn FPT nói chung và tất cả những công ty thành viên của FPT hiện tại đang làm việc đã đang làm việc tại uh, nền kinh tế Việt Nam á, thì hầu như là những cái ban quản lý này đều từ những người cấp dưới đi lên, tức là đều là từ nội bộ của tập đoàn FPT đi lên họ hiểu được văn hóa của FPT họ hiểu con người FPT họ hiểu được người lãnh đạo FPT nó đang họ đang có một con đường như thế nào mà không phải bất kỳ người giỏi nào ở ngoài mình có thể thuê được thuê thì rất dễ thôi mình trả cho họ rất là nhiều tiền ưu đãi cho họ rất là nhiều thì những người giỏi người ta sẽ về cống hiến cho FPT nhưng chỉ có những người làm trong FPT làm trong cái môi trường của FPT 5 năm 10 năm 20 năm 30 năm người ta mới thực sự hiểu văn hóa của FPT và hiểu được Trương Gia Bình đang muốn gì đang muốn phát triển như thế nào đối với tập đoàn mình đây chỉ là một cái chiều sâu về quản lý và em nghĩ rằng là đối với những cái lãnh đạo mới uh, từ dưới đi lên á thì họ sẽ mang một cái văn hóa, mang một cái cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và phát triển dựa vào những cái sự đổi mới của nền kinh tế như vậy thì nó sẽ song hành được hai vấn đề an toàn và tăng trưởng một một người lãnh đạo họ hiểu được doanh nghiệp rồi thì họ sẽ có những cái con đường đi nó đúng đắn và họ có những cái tư duy mới hơn đối với những cái nền kinh tế trẻ hơn như Việt Nam thì họ sẽ có những con đường nó táo bạo hơn do đó sẽ hài hòa được hai vấn đề luôn vừa an toàn mà vừa có thể bắt kịp thời đại để gia tăng uh, sự tăng trưởng nhanh của tập đoàn trong những năm tiếp theo uh, công ty có kiểm soát uh, tài chính hệ thống tài chính tốt hay không cái này thì anh chị và hãy coi trong cái báo cáo tài chính của fpt để mình hiểu hơn là doanh nghiệp fpt là một trong những doanh nghiệp mà có tỷ lệ tiền mặt rất là cao nếu mà để nói là trong uh, top 1, top 2 thì không có nhưng mà trong top 10 á thì uh, fpt cũng là một trong những doanh nghiệp có tỷ lệ tiền mặt cao trong top 10 các công ty uh, trên sàn chứng khoán em nói là tỷ lệ tiền mặt nha có rất là nhiều doanh nghiệp uh, tài sản rất là nhiều doanh thu rất là nhiều vốn rất là cao nhưng mà cái vấn đề tiền mặt trong doanh nghiệp thì hầu như là không có hoặc là rất là ít uh, có FPT em nghĩ rằng là nó sẽ nằm trong một trong top 10 công ty có tỷ lệ tiền mặt trên vốn lớn nhất uh, trên sàn chứng khoán và một cái doanh nghiệp mà nó muốn vừa an toàn mà nó muốn vừa phát triển á, thì tất nhiên là phải vay nợ không vay nợ thì không thể phát triển được nếu mà làm kinh doanh mà không vay nợ thì em nghĩ rằng là đó là một người lãnh đạo bảo thủ nhưng mà làm kinh doanh mà vay nợ mà cái doanh nghiệp mình 10.000 tỷ doanh thu đi mà vay nợ đến 20.000 tỷ thì đây không phải là một nhà lãnh đạo thực sự tốt mà đây là một nhà lãnh đạo quá tham vọng chúng ta cần chọn những doanh nghiệp nào mà có một cái nhà lãnh đạo mà họ không bảo thủ nhưng họ cũng không nên quá tham vọng để dẫn đến rằng là bị ngập trong nợ như là Hoàng Gia Lai như là Tôn Hoa Sen Do đó thì à, nếu mà mọi người tin ý thì mọi người sẽ thấy rằng là cái vấn đề kiểm soát à, về hệ thống chi phí và tài chính của tập đoàn FPT là thuộc dạng cũng rất là tốt trong uh, top 10 công ty. Do đó đây là một trong những uh, những cổ phiếu mà được rất là nhiều nhà đầu tư ưa thích khi mà thị trường có nhiều cái rủi ro. Tại vì bản thân nhà đầu tư họ sẽ biết được là doanh nghiệp là doanh nghiệp tốt. À, cho nên là những cái lúc thị trường có nhiều cái rủi ro thì nhà đầu tư sẽ chọn được vùng giá nó hơi hời hơn. À, thì đây là năm là tiêu chí tiếp theo của philip fisher về một cái doanh nghiệp và em ứng dụng đưa fpt vào năm tiêu chí tiếp theo này hy vọng là qua năm tiêu chí này thì có thể là nó hơi lý thuyết một chút nhưng mà có thể giúp cho anh chị có một cái phần nào mình hiểu hơn thêm về tập đoàn fpt về các công ty của thành viên của fpt cũng như là cái định hướng của ban lãnh đạo và phát triển bộ máy của fpt nó như thế nào có thể ngày xưa nó hơi bảo thủ nhưng thời điểm hiện tại thì chính nhờ sự bảo thủ đó mà doanh nghiệp nó đang trường tồn và nó phát triển rất là bền vững Song song đó có những sự thay đổi mới của ban tổng của tổng giám đốc. Anh Khoa là một người trẻ hơn, tiềm năng hơn và anh ấy có những tư duy nó nhanh nhạy và nó kịp thời đại hơn. Thì hy vọng là nhờ những cái sự bảo thủ trong quá khứ để giúp cho doanh nghiệp nó phát triển an toàn cũng như là sự hơi hướng của thời đại của những tầng lớp là đạo trẻ sẽ giúp cho doanh nghiệp có những cái định hướng nó táo bạo hơn để từ đó vừa an toàn mà vừa phát triển để giúp cho những cái khoản đầu tư của tài sản của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán sẽ càng ngày càng gia tăng về giá cổ phiếu thì anh chị sẽ thấy rằng là đây là một trong những doanh nghiệp mà có mức độ tăng giá tốt nhất trên sàn chứng khoán khoảng nửa năm trở lại đây trong một bối cảnh thị trường chứng khoán nó thực sự chưa tốt anh chị sẽ thấy rằng là giá cổ phiếu thì đã quay lại đỉnh cũ nhưng trong khi thị trường chứng khoán thì nó liên tiếp sụt giảm và và giảm khoảng hơn 20% so với đỉnh cũ à, FPT thì anh chị sẽ lưu ý một cái đó là cái số lượng cổ phiếu mà chia 10% cổ cổ của, của phiếu bằng của, cổ tức bằng cổ phiếu á, thì nó cũng sắp về rồi đó nó còn khoảng 1 đến 2 tuần nữa là sẽ về tài khoản của anh chị cho nên là cái lượng hàng trên thị trường nó sẽ cao hơn do đó rằng là kết hợp với lại là giá cổ phiếu đang tiệm cận vùng đỉnh cũ là vùng 4647 do đó với em thì em sẽ khuyến nghị anh chị rằng là tiếp tục chờ những ai đã mua rồi thì sẽ chờ thêm những ai đang có chuẩn bị ý kiến mua thì có thể rằng là canh những nhịp giảm giảm nhẹ của cổ phiếu để tích lũy dần và em cũng hy vọng rằng là FPT sẽ mang lại một khoản lợi nhuận cho anh chị rất là tốt trong 3 đến 5 năm nữa Để Hiểu rõ hơn về FPT, để hiểu rõ hơn về cái tiêu chuẩn đầu tư của Dũng à, Anh chị có thể mở một cái tài khoản tài chứng khoán FPT, em sẽ hỗ trợ cho anh chị và tư vấn cho anh chị rất là sát sao Để tham gia các khoa học đào tạo của em về đầu tư, về tư vấn Tại Sài Gòn, tại Hà Nội hoặc, hoặc là học online nếu như anh chị ở xa À, cũng như anh chị không có nhiều thời gian và cũng chưa có nhiều kiến thức trên thị trường chứng khoán anh chị muốn cần tìm một người quản lý tài sản tất nhiên là sẽ à, em sẽ quản lý tài sản nhưng mà sẽ đứng tên tài khoản của anh chị à, mọi pháp lý thì liên quan đến tài khoản của anh chị chứ không có em không có đụng chạm gì đến cái các khoản tiền của anh chị cả em chỉ quản lý danh mục quản lý tài sản cho anh chị thôi à, hãy liên hệ với quang dũng 0933 687 436 à, chúc anh chị có một buổi tối thật nhiều niềm vui